Đến hơn 0 giờ ngày 2 tháng 6, đám cháy tại khu rừng thuộc núi Mồng Gà, giáp ranh giữa hai xã Sơn Trà và Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh mới được cơ bản khống chế. Trước đó vào khoảng 17 giờ chiều ngày 1 tháng 6, một đám cháy bùng phát dữ dội. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, gió lào thổi mạnh, đám cháy nhanh chóng lan rộng trên hàng chục hecta. Sau khi nhận được tin báo, hàng trăm người dân phối hợp chính quyền xã và lực lượng kiểm lâm huyện Hương Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dùng máy thổi loại lớn, đồng thời làm đường băng cản lửa để khống chế. Tuy nhiên, do thảm thực bì quá dày, kèm theo đó thời tiết khô nóng kéo dài, nên quá trình khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Theo ước tính ban đầu, gần 40 hecta rừng bị thiêu rụi, trong đó phần lớn là cây keo, thông và bạch đàn khoảng 5 năm tuổi. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp lực lượng công an điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy.